Sau rất nhiều ngày chờ đợi, tập 77 phần 2 cuối cùng cũng đã ra mắt. Đây chắc chắn là một tập phim thú vị, nơi đa phút bắt đầu thổi bay tâm trí chúng ta theo đúng nghĩa đen. Với cốt truyện sâu sắc của anh ấy, vì có vẻ như tất cả các nhân vật được kết nối trực tiếp với đặc vụ bí ẩn. Và tôi nghi ngờ rằng anh ta đã bắt đầu hành động. Trong video này, tôi sẽ cố gắng tìm ra tất cả các chi tiết và bí mật đã bị che giấu. Và chúng ta cũng sẽ nói chi tiết về đặc vụ bí mật. Anh ta như thế nào kết nối với tất cả các nhân vật. Chúng ta cũng sẽ nói về Camera Woman và lý do tại sao Camera POV lại nhìn thấy cô ấy trong hình dạng con người trong vài giây. Nói về những cải tiến của các đặc vụ và nhiều chi tiết nhỏ khác. Nhìn chung, video sẽ trở nên khá thú vị. Vì vậy hãy chắc chắn sẽ ở lại đến cuối để không bỏ lỡ bất kỳ một điều gì nha. Trước khi đến với video phân tích này hôm nay, đừng quên like, đăng ký, bật chuông thông báo để nhân 3 tốc độ ra video nhé. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh, uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Chúng ta cùng xem tập 77 phần 2 tiếp, nối phần 1 đã dừng lại sau đầu của Astro bắt đầu phát điên vì ký sinh trùng kỳ dị bên trong nó. Anh ta giã ném thành công nó vào một Astro khác. Và sau khi camera xuất hiện, anh ta nói đi thôi. Ngay sau đó một trận chiến khác bắt đầu khi thêm một vài Astro nữa xuất hiện bất ngờ. Người anh em tự trang bị con dao của mình và đi đến. Biệt đội G-Man bắt đầu trận chiến của họ, nhưng camera nhận thấy rằng Skibidi cần được giúp đỡ, vì đây là cuộc chiến 2 chọi 1, và anh ấy đã sử dụng túi phản lực của mình để đến gần một trong những Astro. Dùng súng của anh ấy nướng hắn ta, sau khi anh chàng hạ gục một Astro, anh ta ngay lập tức chuyển sang người kia. Nhưng anh chàng cuối cùng bền hơn những người khác, sau một phát bắn, chịu được một xung năng lượng trực tiếp từ Kaden cũng như cú đánh bằng liềm từ dị nhân Skibidi. Tôi cũng nhận thấy rằng loại Astro này được chia thành nhiều phân loại khác, lưu ý rằng Astro này không thể chịu được một đòn tấn công trực tiếp vào mặt. Anh ta phát nổ, mặc dù cùng một Astro, có thể để sống sót khá dễ dàng. Điều tôi nhận thấy là mặc dù trông giống hệt nhau, nhưng những anh chàng này vẫn có một số khác biệt nhỏ. Astro này chỉ có hai khẩu đại bác ở hai bên. Nhưng anh chàng này đã có đầy đủ bàn tay mà anh ta sử dụng trong chiến đấu. Nên mỗi loại đơn vị có các lớp phân cấp riêng, và chúng ta đã thấy điều này trước đây. Vì trong tập 75 chúng ta đã thấy một hiệp sĩ nhỏ hơi khác so với phiên bản lớn. Thông tin này không quá quan trọng nhưng nó vẫn là một chi tiết thú vị. Sau khi Astro bước vào, anh ta ném liềm của mình vào họ theo đúng nghĩa đen, cắt đứt 3 cái đầu cùng một lúc. Và nó trông thực sự hoành tráng. Tôi cũng tự hỏi liệu có ký sinh trùng nào trong đầu của Astro. Tiếc là chúng ta không được cho xem điều này, nhưng tôi có giả thuyết rằng chỉ những Astro mạnh hơn mới có ký sinh trùng. Và vì chúng ta không thấy đầu của họ bắt đầu chạy. Anh ta đến một nơi khác, nhưng hóa ra anh ta đã đánh mất thứ gì đó. Và đây là một bức ảnh được đóng khung thú vị, nơi chúng ta thấy một biệt đội nhỏ có dòng chữ dịch vụ phòng thủ các đối tượng đặc biệt của chính phủ. Cũng lưu ý rằng họ đang ở cùng một vị trí Alpha Hill. Và cũng ở bên cạnh là năm 1986. Ở mặt sau chúng ta thấy đặc vụ bí mật và một nhà khoa học. Tôi sẽ không nói dối khi đây là một bức ảnh cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt là chúng ta thấy một dấu chấm hỏi và một mũi tên chỉ vào đặc vụ bí mật. Rất có thể được thực hiện bởi chính người chụp bức ảnh này. Có thể đây là chìa khóa để làm sáng tỏ mọi chuyện. Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý là năm 1986, có nghĩa là bức ảnh này được chụp 7 năm sau đặc vụ bí mật được bổ nhiệm làm quản trị viên kể từ khi anh ta được bổ nhiệm vào năm 1979. Cũng lưu ý rằng mọi người đã thực hiện thí nghiệm vào năm 1985, điều đó có nghĩa là ít nhất từ năm 1985 đến năm 1986 mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mật vụ lại thuê những người này không? Tôi nghĩ vào năm 1986, đặc vụ bí mật nhận ra rằng họ đang thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm là thí nghiệm trên người. Và những thứ tương tự khác, trong trường hợp mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, anh ấy đã thuê những người này để bảo vệ phòng thí nghiệm. Tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng tôi hiểu ra rằng bức ảnh này thực sự là một bước ngoặt trong loạt phim. Chúng ta chưa đi sâu vào cốt truyện. Ngoài ra, đối với tôi, có vẻ như nhà khoa học đứng gần đặc vụ bí mật là MEU-09 mà chúng ta đã thấy trên tấm áp phích trong tập phim. Lưu ý rằng những kẻ ở trung tâm này chỉ có 3 nhân vật mà chúng ta có thể xác định được họ là dị nhân SWAT, Rambo đột biến và Mafia đã chết. Thật khó để kể về những người khác vì họ đeo mặt nạ. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng dị nhân ở tập 72 là một trong những anh chàng trong bức ảnh này. Vì anh ấy có đồng phục giống như những người này. Nhưng về những người còn lại thì chúng ta không biết. Về cơ bản chỉ có những người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra ở đây là những người sống sót từ tập 73 và các dị nhân từ biệt đội G. Nếu họ nhớ được bất cứ điều gì, mặc dù Skibidi này có bức ảnh, anh ta và những người khác có thể đã bị tẩy não để không nhớ bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy một dấu chấm hỏi và một mũi tên chỉ vào đặc vụ bí mật.
nên các anh chàng cũng đang cố gắng tìm ra đó là ai, hoặc có thể họ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Và có thể trong các tập tiếp theo họ sẽ kể điều đó cho thám tử, người sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra và nó đã bắt đầu như thế nào. Nhưng thực ra có một nhân vật khác ngoài đặc vụ bí mật biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây, và đó là German. Anh ta đã ở đây kể từ đầu, anh ta biết hoàn toàn mọi thứ. Nên tôi nghĩ với mỗi tập, David sẽ mang lại cho chúng ta một chút thông tin về diễn biến của câu chuyện. Nhưng tôi chưa thể kể cho bạn nhiều hơn. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ nói chi tiết về nó. Trong khi chúng ta đang xem bức ảnh này, DJ Khaled chiến đấu với Astro. Anh ta bắt đầu chiến Astro bằng tia laser của mình, bằng cách sử dụng loa của mình để tạo ra một rào cản âm thanh có khả năng ngăn chặn đạn của kẻ thù và chuyển hướng chúng vào Astro theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng quân tiếp viện cũng đến và chúng ta thấy một camera khác. Anh ta là một phiên bản nhỏ của Titan Cameraman. Anh ta thậm chí còn đứng trong tư thế tương tự, sẵn sàng đập nát Astro. Người anh em dễ dàng làm chệch hướng đòn tấn công của Astro bằng phiên của mình, và sau đó cận chiến rút thanh kiếm giống như cưa của mình và bắt đầu chém Astro ra từng mảnh như một. Anh ta mất khoảng 5 giây để giết Astro, và tôi bị sốc vì anh chàng này đến từ đâu. Tại sao anh ta lại giấu chúng ta? Tôi cảm thấy như anh bạn có thể một mình đánh bại toàn bộ biệt đội Astro. Anh ấy cũng rất bền vì anh ấy có thể chịu được các đòn tấn công của Astro ngay cả khi không có khiên. Tôi bị sốc về cách các đặc vụ đã tiến bộ sau một tập phim sau đó. Tôi có thể nói rằng Liên Minh đã được nâng cấp trong một số khoảnh khắc, thậm chí còn vượt qua TV Man. Công nghệ của họ đang phát triển. Và bạn có nhớ những camera vô dụng thậm chí không thể xử lý được Skibidi thông thường không? Các chàng trai thực sự đang ở đỉnh cao. Tôi mừng cho họ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đa phút đó đã khiến Astro bị giảm sức mạnh rất nhiều. Bởi vì những anh chàng này không sử dụng tốc độ siêu phàm của mình để thực hiện các cuộc tấn công tức thời, mà họ chiến đấu như một Skibidi thông thường ngốc nghếch với súng. Tôi thậm chí không thể gọi họ là Astro bởi vì họ thực sự không sử dụng sức mạnh của mình. Anh ấy được giúp đỡ bởi một đội tiếp viện trông rất tuyệt vời. Và đây là những chiến binh thực sự mạnh mẽ và đáng giá. Những người sẽ xé xác Astro chứ không phải những camera vô hại đi loanh quanh khi nhìn thấy mối đe dọa. Trong khung hình cụ thể này, chúng ta có thể nhận thấy các quả cầu camera và cả một chiếc ô tô có camera mà chúng ta đã thấy trên các nick từ Roblox. Cũng lưu ý rằng những camera này rất giống với camera Plunger, vì họ mặc đồ đen hoàn toàn. Họ cũng có máy ảnh màu đen. Bây giờ các đơn vị tiêu chuẩn sẽ trông như thế này. Ngoài ra, phía sau là một camera lớn khác có vũ khí giống như camera mặc áo đỏ mà chúng ta vừa thấy vài giây trước. Nói chung là tất cả trông thực sự tuyệt vời. Liên Minh đang thực sự sôi động. Nhưng những gì chúng ta thấy một giây sau thậm chí còn tuyệt vời hơn, khi một Astro khác xuất hiện và camera Human bắn viên đạn màu xanh của anh ta vào nó. Piston bay vào Astro xung quanh bởi năng lượng xanh, sẽ toạc mặt nạ của anh ấy theo đúng nghĩa đen. Hãy nhìn xem cô gái nóng bỏng này đã nhận được những cải tiến của mình. Và tôi thậm chí không nói nên lời để mô tả sự tuyệt vời của cô ấy. Cô ấy bắt đầu làm bẽ mặt Astro theo đúng nghĩa đen. Người anh em thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Và cuối cùng cô ấy rút súng ra để thiêu sống anh ấy. Sau đó camera đã xử lý xong anh ấy. Chú ý đến tất cả các hiệu ứng màu xanh lam, mọi thứ đều rất mượt mà và đẹp đẽ. Nó đáng để chờ đợi quá lâu cho tập phim. Sau khi kẻ thù đã tiêu diệt xong, Skibidi hạ kính xuống và nói: "Tôi hiểu anh ấy vì cô ấy thực sự rất quyến rũ. Và tôi nghĩ sau tập này rất nhiều người sẽ theo dõi cô ấy." Khi cô ấy hạ cánh, chúng ta có thể hãy nhìn cô ấy trong ánh hào quang. Cô ấy có những khẩu súng mới giống như những khẩu Skibidi sử dụng. Cụ thể hơn là cùng loại súng có thể thu vào được sử dụng bởi nhà khoa học. Có thể họ đã lấy xác anh ta và bắt đầu nghiên cứu công nghệ, vì nó mạnh hơn nhiều so với đặc vụ mà cô ấy sử dụng. Bây giờ cũng có hai piston với một số vòng tay phát sáng, có lẽ chịu trách nhiệm điều khiển sóng vô tuyến trong không khí. Cô ấy cũng có một chiếc mũ rất ngầu và hai chiếc ghim. Thật buồn cười là cô ấy có một cuộn băng ảnh cũ trên người. Đây là khoảnh khắc quyết định và là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của tập phim. Camera Human nhìn camera và quyết định đi đến chỗ anh ấy, giúp anh ấy đứng dậy, nhưng đột nhiên anh ấy bắt đầu gặp một số trục trặc. Bởi vì anh ấy thực sự coi cô ấy là một con người, điều đó thật điên rồ. Và cô ấy nói như vậy cho đến hết. Việc anh ấy coi cô ấy là con người thực sự gây sốc, và tôi nghi ngờ có khả năng camera này cũng từng là con người. Chúng ta biết rằng những camera đã từng là con người, nhưng tôi không chắc rằng tất cả những camera đều là con người. Tôi nghĩ có rất nhiều camera những người ban đầu được tạo ra như những robot để tăng cường quân đội, và chỉ một số trong số họ là con người. Nhưng những lời đó của cô ấy có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ cô ấy đang nhấn mạnh rằng họ phải làm việc cùng nhau và họ sẽ thực hiện sứ mệnh của mình đến cùng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi điều đó cướp đi mạng sống của họ thì dường như kết thúc là không thể tránh khỏi. Và họ phải hướng tới nó, và chỉ có tinh thần đồng đội mới dẫn đến thành công. Và đây cũng là cái kết của tập 77 phần 2.
Video tới đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.